đường lối tu tập của đạo Phật. Băng số 43, mặt B. Ở đời người ta không hiểu cái điều này, cho nên người ta hay lầm lạc. Cũng như vừa rồi thầy có nói là khi chúng ta làm một điều thiện mà chúng ta không biết, cho nên sau khi có những cái sự gì mà làm chúng ta hờn giận, thì ngay cái điều thực hiện thiện đó chúng ta sẽ đổ dở như là đổ xuống sông, chúng ta không cần biết gì nữa hết, chỉ biết thỏa mãn theo cái ý muốn của mình. Người ta làm sai là mình cứ đổ xuống hết mà mình không thấy cái điều mình làm tốt. Đó là những cái mà chúng ta không hiểu đó. Cho nên sau một cái thời gian nghe được thánh pháp như lý tắc ý, chứng đắc chánh pháp và tùy pháp, bây giờ mới biết như thật. Nghĩa là lúc bây giờ chúng ta tu tập cái giai đoạn thứ ba này, sau một thời gian tu tập chúng ta mới chứng được cái lý đạo, chúng ta mới chứng được cái lý giải thoát. Do đó bây giờ chúng ta mới thấy được cái hành động của chúng ta hàng ngày làm cái gì, đây là thiện chúng ta biết đây là thiện, mà đây là không thiện chúng ta biết đây là không thiện, đây là có tội chúng ta biết đây là có tội, mà đây là không tội chúng ta biết đây là không tội. Nó sáng suốt từng phút giây như vậy, tức là chúng ta đã có một sức tỉnh thức rất cao. Làm một cái hành động gì, nói làm cái gì, nghĩ một cái gì, chúng ta biết cái đó là thiện hay là không thiện, chúng ta biết liền. Như vậy là chúng ta đã chứng được cái lý nó rất rõ ràng, cho nên chúng ta không bao giờ mà bị các pháp ác lôi chúng ta, không bao giờ bị dục lạc lôi chúng ta. Đó, đây là chúng ta cần phải hiểu biết cái sự tu tập nó phải trao dồi hàng ngày. Cái giai đoạn ở thứ ba này là cái kết quả của sự trao dồi chứng được cái lý đạo, người ta gọi là chứng ngộ. Nhờ chánh pháp và tùy pháp biết như vậy, thấy như vậy, vô minh mới được diệt trừ, minh được sanh khởi, nhờ thể an lạc khởi lên, hỷ khởi lên, đó là con đường tắc thứ ba hướng đến an lạc được Đức Phật đã chỉ dạy. Như vậy là trong ba cái lộ mà tắc này thì chúng ta biết, đầu tiên tóm lại chúng ta biết cái thứ nhất, cái lộ thứ nhất mà chúng ta tu tập thì chúng ta cần phải xa lìa, cần phải tránh né, không phải là tiếp mặt dưới cái dục lạc được, tiếp mặt với bất thiện được. Cho nên cái thứ nhất là chúng ta cần phải tránh. Vì vậy mà chúng ta cần phải đặt cư sống một cái nơi nào đó một mình để nỗ lực mà thực hiện những pháp sau này. Cái thứ hai thì chúng ta trao dồi rất nhiều, chứ không phải có một pháp đâu. Bây giờ nó trao dồi thập thiện, nhưng mà chúng ta còn phải trao dồi tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chúng ta nữa. Rồi chúng ta cần phải trao dồi các pháp nữa. Rồi chúng ta cần phải trao dồi chúng ta cần phải còn tu tập những cái pháp quán để chúng ta xa lìa trên cái thân của chúng ta, tránh xa những cái tham muốn, tránh xa những cái tâm ngũ triền cái thất kiết sử, làm cho tất cả những cái này đều là xa lìa chúng ta hết. Và xa lìa chúng ta hết thì cái giai đoạn thứ hai này là cái giai đoạn trao dồi tu tập dứt bỏ trong cái giai đoạn này, chứ không phải nói trao dồi không có ba cái hành động thân khẩu ý của chúng ta không đâu. Nó còn trao dồi và nó còn phải quán trên thân như thế nào, vô thường vô ngã như thế nào, chứ không phải là trong cái giai đoạn thứ hai này đơn giản như chúng ta trao dồi ba hành động đó thiện pháp là xong đâu, chưa đâu. Cho nên cái giai đoạn thứ hai này nói tuy nó ngắn nó gọn, nó là cái con đường tắt thứ hai, nhưng mà sự thật không phải đơn giản đâu. Chúng ta phải tập luyện hết sức, tập luyện do sự hết sức tập luyện đó bây giờ chúng ta mới chứng được cái lý, mới chứng ngộ được cái lý của đạo. Vì vậy mà chúng ta thấy như thật, thấy khổ như thật, thấy tập cái những cái nguyên nhân mà tập lại làm cho chúng ta khổ như thật, thấy con đường mà diệt tất cả các khổ là niết bàn là thật, thấy được tám nẻo để đưa đến chúng ta giải thoát là thật. Lúc bây giờ chúng ta thấy thật chứ không còn mà không còn cái ngộ sơ sơ, không còn có hiểu một cách cạn cợt nữa, mà đây là chúng ta chứng thật từ thâm tâm của chúng ta. Do một cái thời gian tu tập ở cái lộ trình thứ hai này, nó rất nhiều điều mà chúng ta cần phải thực hành, chứ không phải nói rằng chỉ có tạp khí lâu ngày rồi nó hết, không phải đâu. Mà chúng ta chỉ phải tu tập từng chút, nó mới có hết, nó mới có xong được. Từng đó, nó không những riêng ở trong các pháp trao dồi bằng thiện pháp không, mà còn phải trao dồi tu tập càng tất cả các thiền định nữa, cái bốn loại thiền định nữa, chứ không phải là chỉ có trao dồi thường thường là ở trong thiện pháp, mà còn phải tu tập thiền định. Thứ nhất là những cái định mà chúng ta tu tập, đó là cái định chánh niệm tỉnh giác định, làm cho cái sức tỉnh chúng ta càng ngày càng cao lên thì cái tri kiến giải thoát của chúng ta nó mới phát hiện ra được. Còn nếu mà sức tỉnh không có thì cái tri kiến giải thoát chúng ta không bao giờ có thể phát hiện ra được, nó không thể xuất ra được. Vì vậy mà cái tri kiến giải thoát không có
thì đương nhiên ta không thể nào mà nhìn thấy được con đường của nhân quả đi. Mà không nhìn thấy được con đường của nhân quả thì chúng ta sẽ lầm lạc, và ngay đó chúng ta có sự đau khổ liền tức khắc. Còn thấy được con đường nhân quả liền, người ta vừa mắng chửi mình là mình đã thấy được nhân quả. Do đó tâm hồn mình bất động ngay cái tại liền cái đối tượng liền. Trong một cái hoàn cảnh xảy ra cho chúng ta một cái tai nạn xe hơi là giao thông làm chúng ta gãy chân gãy tay, nhưng mà chúng ta thấy nhân quả liền, chúng ta không bao giờ mà than khóc, không bao giờ mà có nghĩa là nghĩ đến cái thân phận của mình bị tàn tật mà khổ đau, không bao giờ chúng ta có cái sự suy nghĩ đó. Chúng ta thấy rõ được nhân quả. Cũng như trong khi cái cơ thể chúng ta đang bị một cơn đau hoành hành mà chúng ta đã nhìn thấy được nhân quả thì chúng ta không có lo lắng gì cái cơn đau đó hết. Chúng ta chẳng ngại nó, khi mà có thể nó chết chúng ta cũng chẳng sợ. Do đó chúng ta mới thấu suốt được cái nhân quả. Vì vậy mà nhân quả không tác động được cái tinh thần của chúng ta, làm cho cái cơn mà trả nghiệp nhân quả nó giảm xuống đi liền tức khắc. Chỉ có tinh thần chúng ta vững chắc, ý tứ chúng ta sẵn sàng đón nhận những cái nhân quả mà chúng ta không hề nao núng, thì lúc bây giờ cơ thể chúng ta vẫn giữ được cái trạng thái rất an ổn, thanh thản mà không hề bị dao động. Cho nên trong khi một cái người mà các thầy mà gặp được cái hoàn cảnh mà cái nhân quả mà cái nghiệp quả cái thân của mình quá nặng, bệnh tật khó khăn, trên bước đường tu tập chẳng hề sợ hãi, nên lấy ngay cái nhân quả đó mà thực hiện trên con đường nhân quả mà chấm dứt nhân quả, thì thầy tin rằng quý thầy sẽ vượt lên trên nhân quả mà đạt được cứu cánh giải thoát ngay đó, chứ không phải đi tìm cái pháp nào khác hơn hết. Chỉ cần giữ vững tinh thần vững chắc, không hề nao núng trước nhân quả của chúng ta, chắc chắn trong chúng ta có nhiều người có những cái nghiệp thân rất nặng chứ không phải là thường. Từ lúc sinh ra đã có những bẩm sinh đau khổ đó rồi, mà bây giờ chúng ta được Phật pháp, tức là chúng ta đủ duyên lấy đó để mà diệt nhân quả, lấy đó mà để diệt những cái quả khổ đời trước chúng ta đã gieo. Cho nên nhờ đó mà chúng ta được chứng đạo ngay trong những cơn đau khổ của nghiệp quả của chúng ta. Chúng ta biết được nhân quả, chúng ta chẳng hề nao núng trước nó. Chúng ta phải chiến thắng nó bằng mọi cách để chúng ta thực hiện đạo Phật giải thoát nơi tâm ta bằng con đường của nhân quả. Hiểu được như vậy, chúng ta chẳng hề nao núng mà chẳng hề sợ hãi. Đó là ba cái giai đoạn mà chúng ta có thể tu tập. Đến phần này, thầy xin dạy quý thầy về cái phần mà diệt vọng tưởng. Ở đây cái vấn đề này rất là quan trọng, để mà chúng ta hiểu cho được cái vọng tưởng của chúng ta là cái nguyên nhân nào mà nó sinh ra cái dục, và cái nguyên nhân nào mà nó có những cái vọng tưởng hàng ngày mà ngồi nổi lên lăng xăng lo lắng cái này sợ hãi cái kia mà không bao giờ dứt. Nhiều khi nó loạn tưởng nữa chứ không phải nó nghĩ ngợi riêng không đâu. Ở đây Đức Phật có nêu ra có những cái điều kiện để chúng ta thấy. Điều thứ nhất á, là con người á, vì hận thù, vì đánh với nhau, vì thù nghịch, vì ác ý, là do cái lòng tật đố sân tham của chúng ta mà có những cái hận thù đó. Đó là cái thứ nhất. Ở đây muốn nói đến vọng tưởng, muốn nói đến sự mà sinh ra dục, thì chúng ta phải thấy được cái hành động của con người hàng ngày là như thế nào. Hận thù, đánh lộn nhau, thù nghịch, ác ý với nhau mà do cái lòng tật đố sang tham với nhau mà có những cái hành động này. Thứ hai là do tật đố sang tham, do ưa ghét. Có tật đố sang tham á, là do cái lòng ưa ghét của chúng ta nó làm duyên, cho nên nó tập khởi cái tật đố sang tham đó. Nếu mà không có cái lòng ưa ghét á, thì nó không bao giờ có tật đố sang tham. Ưa ghét có mặt thì sang tham có mặt. Ưa ghét sang tham tật đố diệt. Ưa ghét diệt thì sang tham tật đố diệt. Chúng ta thấy ở đây cái phần mà thứ hai thì Phật cũng có nói cho chúng ta rõ, nếu mà ưa ghét có mặt thì sang tham có mặt, mà ưa ghét diệt thì sang tham diệt. Như vậy là chúng ta phải biết, ở đây thầy muốn nói là đạo Phật nó có bốn cái điều kiện, như thầy đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều. Điều kiện thứ nhất là chúng ta phải, người đến với đạo Phật phải thông hiểu. Điều kiện thứ hai là chúng ta phải biết cao dồi, nghĩa là thông hiểu rồi thì phải cao dồi. Cao dồi là mình phải tập luyện sửa sạn lại những cái gì mà mình còn thô tháo, như hồi nãy khẩu hành thân hành ý hành nó thô tháo, nó mới đem đến cho sự bất an cho mình. Bây giờ mình phải cao dồi cho nó đừng thô tháo. Thì cái thứ hai, cái phần thứ hai của đạo Phật dạy chúng ta phải cao dồi thân miệng ý của chúng ta từng hành động, cho nên chúng ta trở thành người có ý tứ hẳn hòi đàng hoàng trong cuộc sống. Thì bây giờ chúng ta cao dồi rồi thì bắt đầu chúng ta phải có dứt bỏ. Cái gì mà chúng ta phải dứt bỏ? Bởi vậy nếu mà chúng ta biết cái lòng ưa ghét của chúng ta nó có mặt thì sang tham nó sẽ có mặt. Vậy thì ưa ghét, ưa và ghét, ưa tức là thích, tức là hận,
ghét là giận hờn, ghét bỏ, không ưa, sợ đau, sợ khổ. Cũng như bây giờ nhức nhối thì mình sợ, tức là ghét cái gì, mà thích ăn, thích ngủ, đó là ưa cái gì. Do đó những cái này chúng ta cần phải dứt. Dứt như thế nào? Bây giờ nó ham ăn thì nhất định là không cho nó ham ăn, mình phải dứt nó. À, bây giờ nó ưa ngủ thì mình phải dứt bỏ, phải làm tập luyện như thế nào để cho nó không ngủ, để cho nó ngủ có giờ có giấc, chứ không phải muốn ngủ hồi nào ngủ, muốn ăn hồi nào ăn được. Cho nên giờ giấc nghiêm chỉnh trong cái ăn cái ngủ, nó là tượng trưng cho sự ưa ghét của chúng ta. Mà nếu ưa ghét không có mặt thì sang tham làm sao có mặt. Còn cái ưa ghét này còn, mặc dù là ưa ghét cái này nhưng mà nó sẽ ưa ghét người khác, người nọ người kia. Mà cái tâm mà khởi sanh ưa ghét người này người nọ kia, tức là tâm phải còn ưa ăn thích ngủ rồi, không thể nào mà làm gì khác hết. Ở chỗ này không ưa ăn thích ngủ thì chỗ kia không không ưa không ghét người khác. Mà không ưa không ghét người khác thì sang tham sẽ không còn có nữa. Cho nên ưa ghét mà diệt được thì sang tham sẽ diệt được. Chúng ta lấy cái này mà tu tập thì chúng ta biết được cái tâm chúng ta đã diệt ở chỗ kia. Cái thứ ba, ưa ghét do dục mà làm nhân. Đó, chứ ưa ghét ở chỗ này, có ưa ghét ở chỗ này là do lòng ham muốn mình mới làm nhân. Mình có ham muốn nó mới có ưa ghét. Còn mình không ham muốn làm sao có ưa ghét. Tôi muốn ăn, tức là nó có muốn ăn nó mới ưa, nó mới thích. À, cho nên vì vậy do cái ham muốn đó mà nó có cái ưa ghét. Chúng ta đi tìm ra thì chúng ta biết là cái dục làm nhân, dục làm tập khởi, dục khiến chúng sanh khởi, dục khiến chúng sanh hiện hữu. Nghĩa là chúng ta thấy từ cái dục mà khiến cho chúng ta có, chúng ta sanh. Tại sao cái dục mà có chúng ta sanh? Nếu cha mẹ không dục, không dâm dục, làm sao có chúng sanh khởi? Phải không? Có dục mới khiến chúng sanh hiện hữu. Có cái lòng dục đó mới chúng ta mới có hiện hữu ngày nay. Do chúng ta biết từ đó, chúng ta đã biết từ cái dục đó mà sanh ra. Vì vậy mà từ đây chúng ta theo đạo Phật thì chúng ta phải diệt từ cái dục. Vậy thì cái dục đầu tiên chúng ta thấy gì? Ái dục. Thấy phụ nữ là cứ chạy theo nó thì không phải là sao? Đó là chạy theo dục. Cho nên cái bài hồi nãy đầu tiên là đừng thân cận dục. Đó thì quý thầy thấy, vì chúng ta biết dục nó mới khiến cho chúng sanh hiện hữu. Có dục mới chúng sanh mới có mặt ở trong thế gian này. Mà cái dục là cái bẩn thỉu nhất, cái dơ bẩn nhất, cái hôi thối nhất, không phải sạch sẽ gì. Vì một người tu chúng ta phải thấy nó là bất tịnh, không thể nào mà chúng ta đến gần đó được. Còn những người mà không trí, những người mà không phải tu thì họ thấy đó là thơm tho, thấy đó là khoái lạc, thấy đó là thích, cho nên họ chui cái đầu vào trong đó để họ hưởng cái đó. Cho nên vì vậy họ là những người ngu. Đối với người tu người phải xem thấy cái đó là những cái người ngu si phàm tục mới chui cái đầu vào chỗ đó. Còn cái người mà tu hành là thánh nhân, người ta thấy cái đó người ta ghê gớm, người ta sợ hãi. Cái đó là con đường sanh tử, mỗi lần sanh là mỗi lần khổ, mỗi lần có mặt ở trong thể hiện hữu thế gian này là bao nhiêu thứ khổ của cuộc đời của chúng ta. Thế mà mọi người ngu si mới là ưa nó. Dục ưa ghét có mặt thì ưa ghét có mặt, dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Ở đây chúng ta thấy dục mà có mặt thì ưa ghét nó có mặt, mà dục không có mặt thì ưa ghét không có mặt. Cho nên chúng ta diệt cái đó thì nó sẽ không có mặt. Mà chúng ta biết rằng do cái dục mà khiến cho có chúng sanh khởi ra, mà do cái dục khiến cho chúng sanh hiện hữu. Đó thì nếu mà dục không còn có nữa thì không có chúng sanh hiện hữu, mà dục không còn có nữa thì không có sanh chúng sanh nữa. À, 4. Dục do tầm làm nhân làm duyên. À, do tầm làm tập khởi. À, tầm khiến cho dục sanh, tầm khiến cho dục hiện hữu. Tầm có mặt thì dục có mặt. Đó thì quý thầy thấy rõ. Bây giờ tầm là cái gì? Tầm là cái sự suy tư ở trong đầu óc của chúng ta. Tầm là những cái vọng tưởng của chúng ta chứ cái gì. Cho nên khi mà dục, đây mình chúng ta nói tầm, tức là có cái sự suy tư, có cái sự suy nghĩ. Cái sự suy nghĩ đó gọi là tầm. Nó chưa đến cái chỗ mà nói tới vọng tưởng. Vọng tưởng nó còn thô nữa, nó bởi vì thuộc về tưởng rồi. Tâm nó còn nằm ở trong ý, nó chưa phải là tưởng. Cho nên khi một người nhập sơ thiền á, thì người ta có tầm có tứ, tức là có giác có quán. Người ta có cái ý tứ ở trong đó chứ chưa phải là vọng tưởng. Còn vọng tưởng đây nó thuộc về tưởng. Chưa ăn mà ngồi đó tưởng ngon á. À, chưa có hưởng lạc của thế gian chút nào mà ngồi đó tưởng. Cũng như chưa có ly dục ly bất thiệt pháp mà ngồi đó mà ngồi thiền mà nghe khinh an hỷ lạc, nói đó là nhập thiền định. Đó là tưởng á. Tưởng dục chứ không phải là tưởng cái chánh của ly dục ly bất thiện pháp mà sanh ra cái hy lạc. Cho nên chẳng biết cái đó mà tưởng ra, chưa ăn cái đó mà tưởng ra nó như vậy. Cho nên tất cả những người ngồi thiền bây giờ hãy nghe hỏi tới, nghe có khinh an, nghe hỷ lạc, như vậy đúng rồi, đúng rồi, thiền định, thiền khỉ họ. Cái đó là cái thứ mà, cái đó là thứ tưởng dục mà nó sinh ra, nó làm chúng ta ham thích, cũng như là cái dục của thế gian vậy thôi chứ không có cái gì khác. Người tu thiền người ta biết được, người ta thấy cái đó người ta quá sợ.
ở trong một cái tâm thanh thản, không có một cái dục gì hết, không có làm chúng ta ham thích cái gì, thì cái đó mới chính là cái sự thanh tịnh của thân tâm của chúng ta, mới là thiền định chính gốc, mới thiền định mới tạ, mới chánh định chính thiền. Còn thiền định gì mà chạy theo dục lạc, bữa ngồi có thì thích, bữa ngồi không có thì chán, thì như vậy là có là cái tâm phàm phu tục tử, chứ đâu phải là thứ ngồi thiền, cái thứ tu theo Phật giải thoát. Cho nên dục do tầm làm nhân làm duyên, do tầm làm tập khởi, do cái tầm nó tập khởi ra, do cái tầm mà khiến ra sinh dục sinh ra, tầm khiến dục hiện hữu, tầm có mặt thì dục có mặt. Ở đây mà chúng ta thấy rõ ràng tầm nó khi mà nó có mặt thì cái dục thì nó mới có mặt, còn tầm không có mặt thì dục không có mặt. Cho nên khi mà chúng ta nhập nhị thiền đó, tầm tứ chúng ta diệt, cho nên nó không còn tầm thiện tầm ác gì cả hết. Vì vậy mà lúc bây giờ cái nhập nhị thiền thì vọng tưởng không còn có nữa. Bây giờ ở đây cái phần thứ năm ở đây Phật dạy đó, tầm lấy các vọng tưởng làm nhân làm duyên đó. Tầm nếu mà nói đến tầm thì chúng ta phải biết rằng nó có những cái tưởng ra cái này cái kia, chưa thấy mà tưởng ra, ngồi đây mà tưởng thành phố Hồ Chí Minh, ngồi đây mà tưởng hình bóng một cô gái ở Hà Nội, thì cái điều đó là cái điều sai hết, đó là cái vọng tưởng đó. Bởi vì cái tầm đó nó phải có cái tầm tứ, thì nó phải có một cái đối tượng của nó thuộc về ý thức, thì cái này là mới tầm đúng, mới tứ đúng. Còn bây giờ nó không có đối tượng, mà cái tầm đó nó lấy cái vọng tưởng, nó làm duyên nó khởi, bây giờ không có hình dáng đó, nó tưởng ra hình dáng đó, thì cái tầm đó nó từ đó nó lấy cái vọng tưởng đó, nó làm nhân làm duyên của nó, lấy các vọng tưởng nó lý luận, nó hí luận, nó khiến cho tầm nó sanh ra khởi cái này cái nọ kia. Nó tưởng là cái, ví dụ như bây giờ nó nghĩ ra cái này kia, chúng ta bây giờ chúng ta muốn nghĩ ra một cái pháp nào đó thì chúng ta cũng tưởng ra cái pháp đó, rồi nhờ đó mà chúng ta lấy cái tầm đó, mà chúng ta nhờ đó mà cái tầm đó nó mới lý luận ra cái thế này thế khác, nó mới nói như thế này thế khác, nó cho đó là cái đó là đúng, còn các cái khác là sai. Vì vậy nó gọi là cái người mà gọi là có những cái kiến giải, có những cái tưởng giải như vậy đó, thì nó cũng từ lấy cái chỗ mà tầm đó, nó lấy những cái vọng tưởng đó, nó làm nhân làm duyên để nó làm cho các pháp của nó, chứ sự thật ra nó không phải là chính pháp, mà đó là những tà kiến, những cái tưởng kiến của nó, cho nên nó sanh ra những cái loại này, nó làm cho Phật pháp sau này rất là lệch lạc. Hầu hết là một cái số người tu thiền định hoặc là giữ tâm mình một cái thời gian yên lặng nào đó, không có chạy theo các pháp thế gian, các nghề nghiệp sống ở thế gian, thì họ hay sanh ra những cái tưởng pháp như vậy để làm lệch lạc con đường tu của những người sau này mất hết. Họ đẻ ra biết bao nhiêu là cái thứ kinh sách mà toàn là cái thứ lại tưởng không, vọng tưởng không, chứ không phải là cái thứ chính pháp. Cho nên chúng ta bây giờ nhìn lại cái lối đi mà vào đạo Phật thì chúng ta chẳng thấy nhân quả, thì nói hoàn toàn là mê tín. Mà cái đường đi của nhân quả rất là rõ ràng, chúng ta đang sống ở trong cái lộ trình của nhân quả chi phối chúng ta hàng giờ hàng phút, mà chúng ta không vượt ra nhân quả mà cứ nghĩ ở đâu trên trời xanh á, thì làm sao mà ra khỏi cái lộ trình này được. Do các loại vọng tưởng có mặt thì tầm có mặt, do các loại vọng tưởng lý luận không có mặt thì tầm cũng không có mặt. Đó là chúng ta thấy từ cái chỗ này, cái tầm này nó lấy các vọng tưởng này, nó làm trở thành những cái pháp tưởng, làm chúng ta tưởng đó là cái pháp đúng, nhưng cuối cùng thì chúng ta rờ tới nó thì nó là cái bóng dáng, bởi vì tưởng là cái bóng dáng chứ nó không thể nào cái thật được, cho nên tới cuối cùng thì chúng ta rờ tới nó thì nó là cái bóng dáng, mà đụng tới cái bóng dáng làm sao mà chúng ta nắm được, nó là cái bóng mà, cho nên tới đó thì nó tan biến mất rồi, nó không còn có nữa. Cho nên những cái pháp mà pháp tưởng thì khó mà chúng ta đạt được cái kết quả tu tập của chúng ta. 6. Người tu sĩ phải tu tập như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp để diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận này. Nghĩa là bây giờ chúng ta mới thấy được các loại vọng tưởng hí luận này như thế nào để diệt. Từ hôm đó tới nay thầy giảng cái giáo án này là mục đích thầy diệt các cái vọng tưởng hí luận của từ người xưa cho đến bây giờ, để làm cho chúng ta lệch lạc con đường. Bây giờ mới dẫn dắt ra cái bài kinh này, mới thấy rằng Đức Phật đã dạy, bây giờ chúng ta đã lạc vào con đường tưởng pháp rồi, bây giờ chúng ta làm sao đây? Đây là không phải là thứ vọng tưởng thế gian nữa đâu, mà đây là cái thứ vọng tưởng, mà vọng tưởng hí luận, vọng tưởng lý luận thế này thế khác để làm cho lệch lạc Phật pháp, đó là làm cho mất con đường tu của chúng ta. Vậy thì chúng ta muốn phá vỡ nó phải làm sao? Người tu sĩ phải tu tập như thế nào, phải thành tựu con đường nào thích hợp để diệt trừ các loại vọng tưởng hí luận này, lý luận này. Đó, thì như vậy là chúng ta phải thực hiện như thế nào? Nếu mà thầy mà không thực hiện cái sức mà đúng của Phật pháp bằng cái giới định tuệ của Phật, thì đến ngày nay thì thử hỏi thầy làm sao thầy dám ăn dám nói cái này được.
làm sao mà dám mà tiêu diệt ba cái pháp mà tưởng này được của họ. Họ đầy ắp, họ chất biết bao nhiêu là tục kinh sách mà cái thứ lại tưởng này đầy ắp ở trong cái đạo Phật. Cho nên đến hôm nay mà lật ngược trở lại thì chúng ta mới thấy đó là một cái sai lệch làm cho từ bao nhiêu thế kỷ nay con người theo đạo Phật mà không chứng được đạo giải thoát, vì không rõ được cái lộ trình nhân quả, không vượt thoát được cái nhân quả, làm cho nhân quả luôn liên tục chi phối đời sống của con người, mãi sanh diệt mãi mà không chấm dứt được. Muốn diệt trừ các loại vọng tưởng, hí luận, lý luận này thì chúng ta phải lưu ý có hai loại hỷ. Nghĩa là ở trong này nó có cái lý luận mà nó lý luận chạy theo cái hỷ lạc của nó, cho nên chúng ta phải phân biệt cho rõ ràng nó có hai cái loại hỷ. Một loại phải thân cận, và hai một loại phải xa cánh. Nghĩa là nó có hai cái loại hỷ. Cái hỷ nào mà chúng ta phải thân cận, mà cái hỷ nào mà chúng ta phải xa lánh. Ưa cũng có hai loại, ưu chứ không phải ưa. Ưu nó cũng có hai loại, một loại phải thân cận, một loại thứ hai thì phải xa lánh. Xả cũng có hai loại, một loại thì thân cận, một loại thì xa lánh. Vậy thì cái loại thân cận là thân cận như thế nào, mà cái loại xa lánh là xa lánh như thế nào? Ở đây để chúng ta diệt được những cái hí luận, cái vọng tưởng này, cái vọng tưởng hí luận lý luận này, thì chúng ta phải biết cái đúng cái sai. Cái đúng thì chúng ta thân cận, mà cái sai thì chúng ta xa lánh. Cho nên ở đây mình quán xét các pháp, mà dù là các tổ có viết ra, mà cái nào đúng thì chúng ta thân cận, mà cái nào mà không đúng thì chúng ta xa lánh, đừng có chấp nhận nó. Lại hỷ nào có thể biết được, khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì hỷ ấy cần phải xa lánh. Bây giờ chúng ta nói, bây giờ có người tự xưng mình là Phật tánh nè, mà họ lý luận họ tranh cãi thôi hơn thua với thiên hạ, thì cái pháp đó là mình cần phải thân cận hay xa lánh? Một cái người mà còn ham tranh cãi hơn thua với thiên hạ thì cái đó là thiện hay là ác nè? Ở cho nên Đức Phật đứng ở trong cái lộ trình mà nhân quả để chỉ cho chúng ta biết cái đúng cái sai. Cho nên cái này chúng ta có thân cận không? Mặc dù họ nói họ là Phật nè, họ là bản thể nè, họ là bản thể của vũ trụ nè, họ là như thế này như thế khác nè, nhưng mà họ đối xử với chúng ta họ còn hơn thua bằng từng lời nói, họ còn tìm mọi cách nói này kia nọ, nói xấu nói xa bằng cách này kia. Thì những cái loại mà hí luận như vậy đó, họ có hay ho gì như vậy thì chúng ta có thân cận được không? Đứng ở trong cái nhân quả thiện giả thì chúng ta thấy những cái người mà còn tranh hơn tranh thua, còn danh còn lợi, còn ham ăn ham ngủ, thì như vậy là chúng ta có thân cận họ không? Họ có đúng không? Như vậy là chúng ta không thân cận, đó là chúng ta phải tránh xa. Lại hỷ nào có thể biết được, khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp suy giảm, thì hỷ ấy cần phải tránh xa. Phật dạy rất là rõ ràng, dù là người ta lý luận cái gì mà mình sống gần mình thấy người ta đang chạy theo những cái dục lạc thế gian, đang có chùa to tháp lớn, đang có tiền bạc nhiều, đang có của cải tài sản, đang có đủ thứ xe cộ, thì tức là mình biết thân cận với những người này không phải là chánh pháp. Mặc dù họ thuyết pháp rất hay, họ nói thuyết hay, mà đời sống của họ thể hiện qua điều đó, thì chúng ta biết cái loại hỷ này là cái loại hỷ của thế gian rồi, chứ không phải là cái loại hỷ xuất thế gian. Cái loại hỷ xuất thế gian nó không phải vậy, nó ba y một bát nó mới gọi là xuất thế gian. Cho nên từ đó chúng ta nên xa lánh những cái hạng người này, những cái nơi này không phải là chỗ mà chúng ta tu tập được. Ở đây Phật tiếp phần thứ hai, lại hỷ nào có thể biết được, khi tôi thân cận với hỷ này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì hỷ ấy nên thân cận. Đó, thì bắt đầu mình gần đó, mình thấy bây giờ mình gần với ông thầy đó, ông tri túc thiểu dục nè, ông sống đúng đời sống phạm hạnh nè, ông ăn ngàn bữa ông còn tham dục không còn gì hết, ông quét sạch, ông ngồi thiền, ông nhập định, ông làm chủ được cái sống chết ông nè, thì mình thấy rõ ràng cái này là thuộc về cái lại hỷ giải thoát rồi, lại hỷ ly dục ly bất thiện pháp rồi. Bây giờ dù như thế nào chúng ta cũng bám chặt ông thầy này, ông có đuổi chúng ta cũng không đi nữa, quyết định là ở gần bên ổng à, sống chết với ổng thôi à. Một mai thì chúng ta mới có gần bên những cái người này, mới có giải thoát được. Quyết định là phải sống gần ông này, vì ông này ổng làm được như vậy là ổng phải có kinh nghiệm. Còn nếu không có kinh nghiệm làm sao ổng ăn ngàn bữa nổi, làm sao mà ổng đứng trước một cái đống dục lạc cả bao nhiêu thứ mà ổng không cấm dỗ ông nổi. Thì ông này phải có những cái gì chứ không phải là cái thứ tầm thường đâu. Cho nên vì vậy mà bám riết, cũng như trong bài kinh Trung Bộ, bài kinh Khu Rừng
Đức Phật dạy chúng ta hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là tìm cái chỗ ở như thầy đã giảng rồi. Cái chỗ ở nó phải như thế nào để cho tâm của chúng ta đến đó mà nó được an, nó chưa hết lậu hoặc mà nó đã hết lậu hoặc. Rồi chúng ta gần một vị thầy, một vị thầy đó dạy chúng ta, hướng dẫn chúng ta, thì chúng ta thấy được cái đời sống giải thoát ngay liền, là tâm vô lậu của chúng ta được liền, tâm an tịnh được liền, giải thoát tất cả các cái dục của thế gian. Vì vậy mà dù ông thầy đó có đuổi ở đó, không có cơm ăn nhất định cũng ở đó ăn lá cây với ông ta cũng được, miễn là làm sao chúng ta được giải thoát. Đó là cái bài kinh khu rừng mà Phật đã dạy trong kinh Trung Bộ, chúng ta thấy rất rõ, khuyên chúng ta rất rõ. Cho nên khi mà gặp được một bậc minh sư rồi thì dù sống chết chúng ta phải sống với cái gì đó, chứ không nên bỏ gì đó. Nó là chúng ta tìm lấy con đường giải thoát. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng mình không có đủ duyên tu hành theo đạo Phật thì tốt hơn thì quý thầy đừng có theo, đừng có theo mà trở về sống với đời sống cư sĩ, làm ra tiền mà bố thí lợi ích cho mình, lợi ích cho người, bố thí cho người khác đang ở những sự bất hạnh trong cái đời sống của họ, có phải lợi ích không? Mà mình đâu có ăn bám của ai. Còn trái lại, nếu mình quyết tâm để đi tìm con đường giải thoát hoàn toàn thì hãy bám giúp những bậc minh sư đó, bám những bậc thánh hiền đó, thì mai ra mình mới có thể đi tới được cái nơi giải thoát hoàn toàn. Nói thì ở đây quý thầy thấy Đức Phật phân cho chúng ta thấy rõ, bởi vì có thiện với ác mà thôi mà chúng ta biết được. Còn nếu mà không biết thiện ác thì làm sao mà chúng ta biết được đó. Thì nhìn thấy một cái gì mà phá giới thì tức là không phải là bậc thầy của mình rồi, hãy tránh đi. Ông đó mà ông ăn hai ba bữa vậy, ông bây giờ ông có là giảng sư, ông có tiến sĩ bao nhiêu đi nữa, có bao nhiêu cấp bằng tiến sĩ đi nữa, ông có thuyết pháp rất hay đi nữa, cũng chỉ là cái tưởng giải của ông mà thôi, cũng chỉ là những cái tưởng lý luận của ông mà thôi. Cho nên ở cái vọng tưởng đó là những cái thứ vọng tưởng đặc biệt của mấy ông đó, cho nên chúng ta chẳng nên gần với mấy ông đó. Mấy ông đó chẳng có đem chúng ta có lợi lạc gì được. Nó thì chúng ta phải biết, càng đem cho chúng ta đến thì càng đem chúng ta càng đau khổ, chạy theo danh lợi của thế gian chứ chẳng có gì khác. Ở đây quý vị lưu ý, có hỷ câu hữu với tầm. Mình phải lưu ý cái này. Có những cái loại hỷ nó câu hữu với tầm, nó câu hữu với tứ, nó có hỷ câu hữu với tầm, câu hữu với tầm mà không câu hữu với tứ. Nghĩa là mình phân biệt được những cái loại hỷ nó câu hữu với tầm và cũng câu hữu với tứ. Nhưng có loại hỷ thì nó câu hữu nó câu hữu với tầm mà nó không câu hữu với tứ. Nghĩa là nó sanh toàn là vọng tưởng mà nó không tác ý ra, nó cứ miên man, cứ gọi là Phật gọi là tùy miên, tùy miên ở trong những cái vọng tưởng. Nó cái vọng tưởng nó khởi ra rồi mình sống liên tục ở trong cái suy nghĩ đó hoài, cái dài hoài mà nó khởi cho mình những cái thích thú ở trong cái chỗ đó, mình thấy là mình tuyệt diệu, thì cái đó là bị sai đắm ở trong những cái vọng tưởng mà nó câu hữu với cái tâm. Còn nó câu hữu với ý với tứ thì nó tác ý ra, rồi nó khởi ra, rồi nó tác ý ra, rồi nó khởi điểm này, nó đến khởi điểm khác, rồi nó tầm ở trong đó, nó suy tư ở trong đó, thì cái đó là nó câu hữu với tầm với tứ. Còn nó câu hữu với tầm không thì nó miên, liên miên, nó say mê ở trong cái ý của nó đã tìm ra. Đó là cái loại mà hỷ nó câu hữu. Các loại hỷ không câu hữu với tầm mà cũng không câu hữu với tứ mà thù thắng hơn. Nghĩa là cái loại hỷ nào mà nó không câu hữu với tầm, nó không câu hữu với tứ, thì cái loại hỷ đó nó mới thù thắng hơn. Nghĩa là cái loại hỷ nào chỉ có cái loại hỷ mà ly dục ly ác pháp thì nó mới không câu hữu với tầm với tứ, cho nên nó mới là định sanh hỷ lạc. Nó thì nó rõ ràng là chúng ta thấy Đức Phật muốn nhấn mạnh là cái chỗ mà cái hỷ lạc mà hơn hết là bắt đầu chúng ta đi vào cái chỗ mà định, thì cái hỷ lạc đó nó mới hơn hết. Còn cái hỷ lạc ly dục ly bất thiện pháp nó chỉ khởi sự cho cái tâm thanh tịnh của chúng ta mà thôi. Đó là hai loại hỷ mà các người tu sĩ cần phải lưu ý. Đó, phải phân biệt được hai cái loại hỷ. Cái loại hỷ trên nó câu hữu với tầm với tứ, có khi nó câu hữu với tầm mà không câu hữu với tứ. Còn một cái loại hỷ thì nó không câu hữu với tầm cũng không câu hữu với tứ. Đó là một cái loại hỷ thù thắng nhất, thù thắng mà cái người tu sĩ và các bậc thánh nhân nên tìm cái loại hỷ đó, đừng có để cho nó câu hữu với tầm với tứ. Loại ưu nào có thể biết được? Ở đây đến cái chữ ưu. Ưu là nó do cái tâm mình phiền não, do cái tâm mình lo lắng, nó gọi là ưu. Còn não là thuộc về cái thân khổ đau của chúng ta, như nhất chỗ này nhất chỗ kia gọi là não. Còn ưu ở đây nó thuộc về tâm, nó sầu não ở trong, nó sầu bi ở trong lòng của mình, nó lo lắng, nó buồn khổ ở trong lòng, gọi là ưu. Còn não thì nó ở ngoài, nó thân nó nhất chỗ này nhất kia, nó làm chúng ta khó chịu, là gọi là não. Phân biệt được hai cái chữ này thì chúng ta mới thấy được cái tâm và cái thân của chúng ta nó có những cái sự khổ, nó không có giống nhau, một bên là ưu, một bên là não. Khi tôi thân cận với ưu này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì ưu ấy cần phải tránh xa. Chữ ưu có nghĩa còn có cái sự lo nghĩ,
lo toan ở trong đó. Chữ ưu nó có sự buồn phiền, nó có sự lo toan ở trong đó. Cho nên khi mà chúng ta thân cận với khi tôi thân cận với ưu này, với cái sự ưu, cái sự lo lắng ở trong đầu của mình đó, thì bất thiện pháp tăng trưởng, mà thiện pháp suy giảm, thì ưu ấy cần phải tránh xa. Khi mình có sự buồn phiền ở trong lòng, có cái sự mà lo lắng sợ hãi ở trong lòng, mà lúc bây giờ mà thiện pháp nó bất thiện pháp, tức là ác pháp nó tăng trưởng, thì ngay đó mình phải diệt trừ cái ưu đó liền, không có để. Mà cái thiện pháp mà tăng trưởng thì mình nuôi lớn nó lên, để cái ưu đó nó sẽ hết, cái ưu, cái sầu lo nó sẽ hết. Cho nên ở đây nó phải phân biệt được hai cái loại. Cái loại mà thiện pháp, bất thiện pháp tăng trưởng, mà thiện pháp suy giảm, thì cái ưu đó chúng ta phải cần phải đoạn diệt, tức là chúng ta biết đó là ác pháp, không phải là thiện pháp nữa, làm cho tâm hồn chúng ta không còn ưu nữa, không còn buồn, không còn lo nữa, không còn sợ hãi nữa. Lại ưu nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với ưu ấy, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì ưu ấy nên thân cận. Đó, cũng là cái lo, nhưng mà cái lo mà để nó hết lo, thì lúc bây giờ cái buồn phiền, cái lo lắng ở trong tâm mà gần với thiện pháp, thì cái lo lắng, cái buồn phiền đó lần lần nó sẽ giảm mất đi và nó không còn ưu nữa. Còn cái buồn phiền mà gặp cái ác pháp càng ngày càng tăng lên, mà thiện pháp thì suy giảm, thì cái đó nó sẽ làm cái ưu, cái sự buồn lòng của chúng ta càng ngày càng nhiều lên nữa, không có bao giờ nó dứt được. Cho nên ở đây Phật dạy, khi mà tâm của chúng ta có sự lo lắng ưu phiền, thì chúng ta phải thấy được cái ưu phiền đó nó làm cho thiện pháp mà tăng trưởng, thì ưu phiền đó chúng ta hãy cố gắng mà tiếp tục triển khai nó nữa, thì cái ưu phiền nó sẽ hết. Còn cái ác pháp mà tăng trưởng thì ngay đó chúng ta phải chấm dứt, không được theo cái đó mà cái ưu phiền của chúng ta càng lớn dần, làm chúng ta đau khổ nhiều. Ở đây quý thầy phải lưu ý, có ưu câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Đó, thì cái loại ưu mà câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, mà câu hữu với tầm không, mà không câu hữu với tứ, thì những cái loại ưu này chúng ta không có xài nó đâu. Nghĩa là nó có tầm, có tứ, có suy nghĩ về cái sự mà ưu này thì chúng ta không xài đâu. Có các loại ưu không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ, thì cái loại ưu này thù thắng hơn. Nghĩa là chúng ta cái ưu, cái lo lắng lắng mà nó không câu hữu với tầm với tứ, thì cái ưu này là cái hỷ lạc của chúng ta. Cho nên chúng ta nó là thù thắng nhất. Vì cái sự mà hiểu biết này thì chúng ta biết nó là ở chỗ cái pháp nào mà nó có cái chỗ mà cái ưu này nó không câu hữu với tầm với tứ không. Khi chúng ta biết nó thì chúng ta phải thực hiện cái pháp đó hàng ngày để chúng ta tu, để cho cái lòng ưu phiền của chúng ta, cái lòng ưu nó không còn có nữa. Thì như vậy là chúng ta phải thực hiện cái pháp đang ở đó. Thì sau khi cái giới hành á, thầy sẽ dạy cái chỗ này, thì quý thầy sẽ thấy, khi đó quý thầy sẽ tập tu thì quý thầy sẽ thấy rõ. Lại xã, lại xã nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với xã này, bất thiện pháp tăng trưởng mà thiện pháp suy giảm, thì xã ấy cần phải xa lánh. Tôi xả nó ra, tôi xả cái ra cái điều đó. Nhưng mà tôi thân cận với cái xã này, chẳng hạn bây giờ tôi dự định là tôi bỏ cái điều này, nhưng mà cái điều mà tôi bỏ đó là các ác pháp nó sẽ tăng lên, nó tăng trưởng lên, nó làm cho nhiều cái sự đau khổ. Cũng như bây giờ tôi tính tôi bỏ cái nhà này, tôi cất, cũng như chính tính bây giờ tôi bỏ cái chùa xấu này đi, tôi đập nó xuống đi, tôi sẽ cất cái chùa tốt hơn. Thì do đó khi mà tôi nghĩ như vậy á, thì tức là tôi xả cái chùa nhỏ này đi để tôi cất cái chùa lớn khác lên. Thì cái đó là chúng tôi thấy được là rõ ràng là cái ác pháp nó tăng trưởng lên, bắt đầu nó bắt buộc tôi phải đi khuyên tiền người ta, để xin người này xin xỏ người kia để cất cho được cái chùa lớn hơn. Thì như vậy đó là ác pháp tăng trưởng. Còn bây giờ tôi xả bỏ, bây giờ cái chùa này nó hư rồi, mà cái chùa này nó cũng sang đẹp lắm mà nó hư rồi, bây giờ tôi bỏ cái chùa đẹp này đi, tôi cất nó lại bằng cái chùa tranh, cho nên tôi xả bỏ cái chùa gạch này, tôi cất lại cái chùa tranh. Do đó bây giờ tôi lại an ổn, vì cái số tiền tôi hiện giờ tôi cất cái chùa tranh nổi, mà tôi cất cái chùa gạch, chùa kiên cố thì không nổi. Do đó bây giờ tôi chỉ có 5 triệu, tôi cất cái chùa tranh được, mà cái chùa ngói này tôi phải có 100 triệu và tôi mới cất được. Do đó tôi khỏi cần phải cực khổ tôi đi xin, cho nên tôi thấy gần cái thiện pháp, nó thấy tăng trưởng, nó làm cho tôi đẩy được giải thoát. Vì vậy mà cái chùa kiên cố cả triệu bạc, cả 100 triệu bạc, nó không bằng cái chùa mà tranh vách lá mà tôi được thảnh thơi, tôi được giải thoát, tôi không còn bận tâm lo lắng, tôi không còn phải chùi rửa, tôi không còn phải quét dọn cái chùa này hàng ngày, tôi trở thành nô lệ nó. Cho nên vì vậy mà tôi thấy từng cái đó mà thiện pháp tăng trưởng, cho nên tôi đủ có nhiều thời giờ mà tôi tu thiền định, cuối cùng tôi được giải thoát, cho nên tôi không bị cái chùa trói buộc tôi. Đó là tôi thấy rõ ràng là tôi thân cận
được thiện pháp mà tôi được giải thoát. Còn tôi thân cận cái ác pháp thì nó tăng trưởng lên. Do cái xã này mà cái xã này đem đến cho tôi hoàn toàn là đau khổ, thì bắt đầu tôi không chấp nhận nó, tôi không thân cận nó nữa. Thân cận là tôi không có theo mà đi khuyên tiền người khác, mà để cất cái chùa tốt. Cho nên vì vậy mà tôi không gần nó nữa. Vì vậy mà bây giờ tôi thấy tôi có 5 triệu, tôi cất cái chùa tranh, tôi bỏ cái chùa gạch mà đổ dở này đi, tôi dẹp nó qua thành một đống gạch. Bây giờ tôi cất lại cái chùa tranh tôi ở, tôi thấy tôi giải thoát hoàn toàn, tôi không còn bị lo nữa. Cho nên thiện pháp càng ngày càng tăng trưởng nơi tôi, làm cho tôi sung sướng và hạnh phúc. Đó là đem một cái ví dụ để chúng ta thấy cái xã nào đúng mà cái xã nào khác. Nhiều khi chúng ta xả cái này, nhưng mà chúng ta lại thích những cái khác quá cái sức của chúng ta, làm chúng ta đau khổ. Lại xã nào có thể biết được, khi tôi thân cận với xã này, bất thiện pháp suy giảm, thiện pháp tăng trưởng, thì xã ấy nên thân cận. Đó là thầy đã giải thích rồi đó. Thì quý thầy thấy chúng ta có một cái đầu óc, có sự suy tư mà đi trên con đường giải thoát là tri túc thiểu dục, biết đủ. Cho nên bây giờ tôi đang làm trụ trì một cái ngôi chùa lớn, mà vì thiên hạ nói ông làm trụ trì cái chùa lớn mà chùa hư, ông không chịu cất. Tôi cất chứ sao lại tôi không cất. Nhưng tôi cất với cái sự không làm đau khổ chúng sanh. Tôi không khuyên tiền ai hết. Tôi có bây giờ 5 triệu, tôi cất 5 triệu, mà tôi cất lại cái chùa cho như hồi cũ thì tôi không đủ tiền, cho nên tôi không cất. Vì đó tôi biết đó là những cái dục lạc của thế gian, cám dỗ cái đẹp, cái tốt xấu, cái này kia. Nhưng đời tôi ở, tôi cất cái chùa tranh, đệ tử tôi ở thì nó, cái chùa tranh hư, nó cất, nó cũng đủ với cái sức nó cất. Chứ đâu có gì mà quá sức nó mà tôi sợ mất cái chùa. Tôi chỉ sợ mất tu không được mà thôi, chứ còn cái chùa không bao giờ mất. Ở đây các thầy phải lưu ý, có xã câu hữu với tầm, câu hữu với tứ, có xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ. Đó thì các thầy thấy rằng khi mà nó câu hữu với tầm tứ thì chúng ta có sự suy tư, tính toán ở trong đó, rồi tính phải sinh Phật tử thế này thế khác. Thì đó là nó đưa chúng ta đến cái sự suy nghĩ để đưa chúng ta đi đến cái chỗ mà không giải thoát. Nhưng các loại xã không câu hữu với tầm, không câu hữu với tứ thì thẳng hơn, thì thù thẳng hơn. Tại sao vậy? Tại vì lúc bây giờ chúng ta cứ ngồi thiền không, chúng ta đâu có để cho cái tâm chúng ta rảnh rang mà câu hữu thứ mà đi cất chùa cất thiền đâu. Cho nên chúng ta rảnh rang không có đi lợi xóm này làng kia để mà khuyến hóa họ, để xin tiền họ để cất chùa. Nói chùa tôi giờ rách nát rồi, xin quý Phật tử mỗi người giúp đỡ cho tôi một ít để tôi xây dựng được cái chùa cho tốt. Tôi đi cả 3 năm như vậy tôi góp tôi mới cất được cái chùa. Thì hơn là 3 năm tôi ngồi tôi nhập định, thì tôi làm chủ được cái sanh tử, thì cái gương hạnh của tôi còn hơn là tôi cất cái chùa đó nhiều gấp mấy lần. Cho nên ở đây tôi nghĩ như vậy, tức là cái tâm của tôi không câu hữu với tầm với tứ, cho nên tôi ngồi thiền tôi an ổn mà tôi tu tập cho đến khi mà tôi giải thoát hoàn toàn. Người tu sĩ phải tu tập chứng đạt hỷ ưu xã này mới thích hợp, dần dẫn đến sự diệt trừ các vọng tưởng hỷ luận. Nếu mà chúng tôi biết như vậy thì chúng tôi sẽ diệt được vọng tưởng. Thì diệt vọng tưởng là bằng cách là mình không cho chạy theo cái tầm tứ đó. Cho nên vì vậy mà mình đâu có cần gì mà phải cất chùa to tháp lớn đâu. Một mái chùa tranh mà ở đó mình nỗ lực tu, ngồi thiền nhập định không phải quý sao? Cho nên mình diệt hết những cái lý luận điên khùng này, những cái lý luận mà không đúng cách này, nghĩ rằng mình phải làm Bồ Tát hạnh, mình phải làm cái này lợi ích chúng sanh, phải cất cái chùa to để cho người ta đến đây, nho cái duyên đó người ta mới đến chùa. Còn cái chùa tranh lèo tèo ai mà đến làm gì? Nhưng không ngờ chính chùa tranh lại có ông Phật thật, thì chừng đó người ta mới đến hơn là cái chùa kia, để người ta đến người ta đi chơi đi dạo, người ta coi cái kiểu cách cất cũng như là những cái gì sang đẹp của thế gian, chứ có cái gì ở trong đó, có cái gì giá trị. Còn bây giờ người ta đến cái chùa tranh mà người ta thấy bực chân tu ở đó, người ta còn kính mộ, người ta còn nhìn thấy Phật pháp đang hưng thịnh ở trong cái thế gian này. Còn nhìn cái chùa mà đẹp sang, người ta có thấy đó là một cái kiểu cách xây dựng đẹp đẽ, chứ người ta đâu có thấy rằng ở trong đó có một ông Phật thật ở trong đó đâu. Toàn là thứ xi măng không, không có gì hết. Đó thì ở đây qua một cái bài kinh như vậy là chúng ta đã thấy được những cái điều mà chúng ta cần phải biết để mà chúng ta hiểu, để mà chúng ta tu tập, để mà chúng ta những cái gì mà thân cận, những cái gì mà không thân cận. Do Đức Phật dạy từng ly từng tí như vậy mà tại sao chúng ta không biết, mà cứ khởi tâm chạy lăng xăng đầu này đến đầu kia, vào thất người này vào thất người kia để làm gì? Chúng ta biết được, chúng ta khép mình chặt ở trong thất của mình. Ở trong thất mình nè, có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng nè, có cần gì mà phải chạy lăng xăng? Quý thầy thấy không? Ở đây thầy tạo cho quý thầy một cái phương tiện sống đúng cái giới hạnh của Phật để thực hiện con đường nhân quả, làm chủ nhân quả. Mà quý thầy không đồng ý mà còn chạy lăng xăng thì còn cái chỗ nào mà tìm hơn nữa. Nói thầy nghĩ rằng cái cách thức mà tổ chức ở đây là nhằm để giúp cho quý thầy giải thoát được. Mà quý thầy không giải thoát thì đến ngày hôm nay thầy đã ẩn bóng, hoặc là thầy không còn muốn tiếp duyên nữa, thì quý thầy làm sao mà có thiện hữu tri thức để giúp quý thầy trên cái đoạn đường cuối cùng của quý thầy đi.
Bây giờ thầy xin giảng tiếp về cái phần này. Thành tựu biệt giải thoát lực nghi giới, nghĩa là mình trước khi mình học về giới hạnh á, thì mình phải qua gần hết những cái giới bổn rồi, thì chúng ta cũng còn không bao lâu nữa hết giới bổn, thì chúng ta phải hiểu biết được muốn thành tựu biệt giới giải thoát lực nghi á, trong lực nghi giới á, thì chúng ta phải rõ được những cái điều này, thì sau này chúng ta thực hiện cái giới hành thì nó không có khó khăn. Như nãy giờ mà thầy đã giảng, thì để khi mà chúng ta bước chân vào cái giới hành, chúng ta đã chuẩn bị cho mình cái nào đúng, cái nào sai, để khi mà chúng ta trao dồi mình thì chúng ta trao dồi những cái đúng, chứ không thể nào trao dồi những cái sai được. Và 37 phẩm tự đạo là 37 cái pháp mà giới hành để chúng ta thực hiện con đường giải thoát, đi đến rốt ráo cuối cùng, chấm dứt sanh tử luân hồi trong một cuộc sống chúng ta. Nhưng dù sao nó còn rất nhiều những chi tiết mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta áp dụng vào những cái giới hành này để cho đạt được cái kết quả. Mà nếu thiếu cái sự hiểu biết thì quý thầy làm sao mà biết được. Hả chàng như mà cứ chạy theo dục lạc, chạy theo phụ nữ hoài, thì thử hỏi là quý thầy làm sao mà quý thầy trao dồi cái thân tâm của quý thầy được. Cho nên phải hiểu để mà chúng ta đoạn dứt, chúng ta chấm dứt. Muốn thành tựu biệt giải thoát lực nghi giới, phải nhận thức rõ ràng. Nghĩa là chúng ta muốn mà thành tựu những cái giới hành sau này á, thì bắt đầu chúng ta phải nhận thức cho rõ ràng nó có những gì. Thứ nhất á, là thân hành có hai loại. Mình phải nhận định rõ ràng, bắt đầu mình mới áp dụng cái giới hành vào trong cái sự hành động này á, thì nó mới có hiệu quả. Còn nếu mình không có rõ thì mình không có thể hiệu quả được trong cái sự tu tập của mình. Một, thân hành có hai loại. Một là nên thân cận, hai là nên tránh xa. Đó, thì cái nào thân cận mà cái nào tránh xa. Bởi vì cho nên khi mà tránh xa, thì chúng ta lấy những cái pháp đó mà chúng ta trao dồi mình. Bởi vì có những cái pháp mà chúng ta thân cận, nó có những cái pháp mà chúng ta trao dồi thân tâm của chúng ta để chúng ta trở thành được giải thoát. Vì hãy thân cận, nên thân cận thì tức là nó có sự giải thoát. Mà nên tránh xa tức là có ác pháp, nó có dục trong đó. Rồi về phần 2 thì khẩu hành có hai loại. Một, cũng nên thân cận. Hai thì nên tránh xa. Ba là ý hành. Ở đây ý hành thì còn gọi một cái tên gọi là tâm. Cho nên ở đây hầu hết là nói tâm. Thì quý thầy nghe nói là cái tâm là như vọng tưởng. Nhưng mà tâm thì nó câu hỏi với vọng tưởng. Cái tưởng nó khác mà. Mình ngồi đây nó chưa có gì hết, thì mình tưởng là cái này cái kia. Nhưng mà từ cái chỗ đó tâm nó câu hỏi với tưởng. Tâm nó với vọng tưởng. Cho nên tầm chúng ta phải hiểu nó là ý hành của chúng ta, nó mới có tầm. Có hai loại, một là thân cận, hai là tránh xa. Ý hành nó cũng có hai loại, một là thân cận, hai là tránh xa. Loại thân hành nào có thể biết được? Bây giờ đó, bắt đầu đó, mình cần phải tìm hiểu cái loại thân hành nào mà mình biết được. Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì thân hành ấy cần phải tránh xa. Nghĩa là Đức Phật cũng đứng ở trên cái lộ trình của nhân quả để chỉ cho chúng ta biết được cái mình thân cận với cái thân hành của mình. Khi tôi thân cận với thân hành này mà bất thiện pháp tăng trưởng, các ác pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm, thì tôi phải tránh xa liền. Hai, loại thân hành nào có thể biết được? Khi tôi thân cận với thân hành này, bất thiện pháp suy giảm và thiện pháp tăng trưởng, thì thân hành này cần phải được thân cận. Tại sao vậy? Thí dụ như bây giờ tôi thân cận với một cái thân hành, tôi đi mà tôi đạp chết con trùng con dế, thì cái thân hành đó bắt đầu tôi không có thân cận nữa. Từ đây tôi phải ý tứ, tôi đi tôi không đạp con kiến con trùng. Bây giờ cái thân hành nào mà tôi không thân cận, tôi cầm một cái dao tôi giết một con vật, thì cái thân hành này tôi không thân cận nữa, vì nó có sự làm đau khổ. Bây giờ đó, tôi đã có sự hiểu biết như vậy. Tôi đã có sự hiểu biết như vậy, cho nên khi mà cái ác pháp nó hiện ra thì tôi không thân cận, mà cái thiện pháp tăng trưởng thì tôi thân cận. Bây giờ có một con vật bị gãy chân, bị rớt ở trong vũng nước, đang chết đuối. Cái thân hành của tôi lấy cái bàn tay hoặc là lấy cái lá cây, tôi vớt con kiến lên. Tôi để một con kiến mà đang gãy chân ở trên chân tôi, ở trên lòng bàn tay tôi. Tôi lấy cái cây nhẹ hoặc là một cái miếng bông gòn, tôi khơi cái chân nó, sửa nó lại, cho nó ngay thẳng trở lại, để rồi một lúc nó được đi thẳng thốn. Thì đó là tôi thân cận những cái thân hành thiện đó, tôi làm cho bớt cái sự đau khổ của chúng sanh. Bởi vì con kiến lỡ chân hoặc nó cắn lộn nhau, cái chân nó kẹo qua đi, nó không có thế nào nó làm nó sửa lại được nó.
cho nên vì vậy tôi thấy nó bị sẹo chân như vậy. Vì vậy mà tôi để nó trên lòng bàn tay, tôi lấy một cái cây nhẹ hoặc là một cái miếng bông gòn nhẹ, tôi mới từ từ khiêu cái chân nó, tôi sửa lại cho nó đứng thẳng lại. Từ đó nó kéo cái chân nó thẳng lại rồi, bắt đầu con kiến đi rất là tự nhiên bình thường. Tức là tôi thân cận những cái hành động mà làm cho chúng sanh không còn đau khổ nữa. Đó là tôi khởi được cái tâm từ bi của chúng tôi, tâm bi của chúng tôi nơi cái sự đau khổ của chúng sanh. Đó thì những cái hành động mà tôi làm như vậy, vớt một con kiến ở trong cái vũng nước lên, xoa dịu,